Alo. Dạ alo, em chào chị ạ. Em là Quỳnh, hôm nay em gọi điện từ công ty Thiên Tú ạ. Bên em đang có một số chương trình cho khách hàng thân thiết dành cho khách hàng ở Thiên Tú. Em xin phép trao đổi với chị trong một ít phút, không biết là chị có tiện nghe máy không ạ? Thôi chị không có thời gian đâu, chị cúp máy trước nha. Ai chị ơi? Hả? Dạ. Ôi, sao? À, chị ơi. Ôi. À dạ không, em chỉ xin phép là chị cho em một lần được cúp máy trước thôi ạ. Ừ thôi được rồi. À vâng, thế thì bây giờ em xin phép trao đổi với chị trong ít phút rồi em gác máy trước.